Người xưa có câu, tửu là xuyên trường dược, sắc là dao cạo xương, rượu là thuốc độc có thể xuyên ruột, ảnh hưởng đến tinh thần, nghiện rồi khó bỏ. Bởi vậy, thời xưa bậc đế vương thường phải tiết chế rượu. Bậc đế vương vì sao phải bỏ rượu? Thuần Vu Khôn là một thuyết khách nổi tiếng của nước Tề thời Chiến Quốc. Sau khi lui được quân Sở, vua Tề cá mừng mở đại yến thiết đãi. Rượu nới chừng, vua hỏi: "Tiên sinh uống được bao nhiêu thì say?" Vu Khôn đáp: "Thần uống một đấu cũng say, 10 đấu cũng say." Tề Uy Vương ngạc nhiên hỏi: "Uống một đấu đã say, làm sao uống nổi 10 đấu? "Thưa, nếu đại vương ban rượu cho thần, mà tả hữu có quan ngự sử, quan chấp pháp, Khôn sợ hãi cúi đầu uống, thì chỉ 1 đấu là say. Cha mẹ có khách quý, bắt Khôn đứng hầu rồi thưởng rượu, cũng chỉ 2 đấu là say. Bạn bè lâu ngày gặp lại có thể uống được 5 đấu. Ngày hội hè trai gái ngồi kề vai, rơi trăm, rớt hoa tai, giày dép lẫn lộn, đèn nến tắt, hứng lên uống hàng chục đấu. Cho nên rượu quá hóa loạn, vui quá hóa buồn, mất hết kỷ cương phép tắc." Vua Tề khen: "Hay." Từ đó vua Tề ra lệnh cấm uống rượu đêm, cả mình cũng chừa thói uống rượu. Trong sử việc cũng ghi nhận những trường hợp vua bỏ rượu mà thành minh quân. Vua Trần Anh Tông suýt mất ngôi vì rượu. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, vua Trần Nhân Tông lên làm Thượng Hoàng. Dù thường xuyên chuyên tâm tu Phật, nhưng Thượng Hoàng vẫn rất để ý trong việc giáo dục con cái. Vua Anh Tông bấy giờ cũng không để ý đến phương diện rượu chè. Một hôm, vua Trần Anh Tông mở tiệc rượu, thù tiếp các quan tận khuya rồi vui tươi lăn ra ngủ. Chẳng may Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông bất ngờ từ thiên trường đến Thăng Long mà không báo trước. Trông thấy con trai say khướt không dậy nổi, ngài bực bội bỏ về, lệnh cho các quan đến thiên trường họp bàn việc phế truất vua Anh Tông. Khi Anh Tông tỉnh rượu nghe kể lại, sợ hãi chạy về tạ tội. Trên đường vua Anh Tông gặp Đoàn Nhữ Hài, bèn nhờ thảo gấp biểu tạ tội, đem theo ít người dùng thuyền nhẹ đi gấp về thiên trường dân biểu. Đúng lúc ấy trời mưa to, Đoàn Nhữ Hài vẫn quỳ ngoài sân cho đến khi Thượng Hoàng nguôi giận. Đến chiều mưa to hơn, vẫn thấy Nhữ Hài quỳ chỗ cũ. Thượng Hoàng động lòng cho gọi Nhữ Hài cầm biểu vào. Xem thấy lời lẽ khẩn thiết của kẻ biết ăn năn hối lỗi, bây giờ Thượng Hoàng mới chịu gặp Anh Tông truyền rằng: "Ta còn nhiều con giỏi, có thể ở ngôi. Hiện ta còn sống mà đã thế, nữa là mai sau." Anh Tông quỳ nhận tội. Từ đó trong những dịp lễ Tết cúng dỗ, vua Anh Tông cầm chén rượu chỉ nhấp một chút, cốt giữ nghi thức, tránh xa và hạn chế dùng những kẻ nghiện ngập. Thậm chí có lần Thượng Hoàng gợi ý chọn Nguyễn Quốc Phụ làm hành khiển. Vua Anh Tông đã đáp rằng: "Nếu lấy ngôi thứ mà bàn thì quốc phụ được rồi, chỉ hiềm hắn nghiện rượu thôi." Lịch sử ghi nhận vua Anh Tông là vị minh quân giúp Đại Việt tiếp tục thời kỳ toàn thịnh. Một phần công lao có lẽ là nhờ bỏ rượu chăng? Vua Gia Long bỏ rượu lập nghiệp lớn. Vua Gia Long là người đặc biệt không dùng rượu. Bữa ăn cũng thanh đạm đơn giản, không có sơn hào hải vị tốn kém. Nhiều khi ăn cùng với binh sĩ. Kỳ thực thời trẻ, vua cũng uống nhiều rượu. Nhưng khi bắt đầu mang trên vai trọng trách thì ông không dám uống dù chỉ một giọt. Linh mục người Pháp Lela Brossi trong bức thư đề ngày 1 tháng 5 năm 1800 có viết rằng: "Thuở còn trẻ, ngài có tật nghiện rượu. Nhưng đến khi phải điều hành các việc chính trị, binh cơ, trách nhiệm nhà nước nhất quan hệ ở mình, thì ngài quyết chừa rượu ngay, chừa một cách quyết liệt,
đến nỗi từ đó về sau không nhấp một giọt rượu nào vào môi nữa. Chính Ngài thường nói: "Tôi nghĩ ở đời không có thứ gì làm mất phẩm giá người ta nhiều bằng cái tật quá chén. Không có thứ gì tai hại cho bằng rượu, nó khiến người ta hư hèn vô lực đủ đường. Không có thứ gì tệ cho bằng rượu, nó khiến sinh ra lắm sự lỗi lầm, lắm cảnh khốn đốn. Một kẻ rượu chè say sưa chẳng nên cai quản, sai khiến ai bao giờ. Có người ta đến bản thân còn chẳng tự trị nổi, thì mong trị thiên hạ làm sao được." Chuyện này trong Việt Sử Giai Thoại cũng có bình luận việc vua Gia Long không dùng rượu như sau: "Nội một việc ấy đủ tỏ ra vua Gia Long có đức tính tự cường hiếm hoi. Tuy chừa rượu không phải là một việc trọng đại cho bằng ý chí sửa đổi một nước, nhưng chẳng phải ai muốn cũng làm được, huống chi lại là vua chúa. Ở thời đại quân chủ độc tôn, một người phú quý đến thế bỗng dưng gác chén đập be, cả quyết chừa rượu cho đến một giọt cũng không để thấm môi. Thiết tưởng ai cũng phải cho là một sự ít thấy trong lịch sử đế vương, và nếu không có chí tự cường đáo để, chắc không làm nổi. Ngày nay, khi chén rượu được nhiều người xem như thước đo tiêu chuẩn của người đàn ông, là cần thiết cho việc ký kết giao kèo làm ăn, là cách để anh em bằng hữu gần gũi, thân ái với nhau hơn, thì có lẽ người ta đã quên mất sự nguy hại của nó. Thực tế có những người cả đời không uống một giọt rượu nào mà vẫn thành công tột đỉnh. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng chia sẻ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 rằng ông chưa bao giờ uống một giọt rượu nào và luôn nhắc các con về lối sống lành mạnh từ nhỏ. Ông nói: "Tôi bảo các con ngay từ khi chúng còn bé là không rượu, bia, thuốc lá, ma túy." Năm 2017, trong tiệc chào đón các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Đà Nẵng, Donald Trump cũng chỉ cầm một ly Coca-Cola chúc mừng. Có thể thấy chúng ta vẫn có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích, thành công mà không cần đụng đến rượu bia.